Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của thành Pro. Thì dạo gần đây thì có rất là nhiều các bạn học sinh sinh viên đang chuẩn bị quá trình comeback lại trường học. Thì có rất nhiều bạn đã hỏi mình một số những câu hỏi ví dụ như là không biết là những chiếc laptop trong tầm giá khoảng tầm từ 9 10 đến 12 triệu thì có những chiếc laptop nào. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm trong tầm giá khoảng tầm 12 triệu đến từ nhà Acer đó chính là chiếc Acer Aspire 5. À, và cụ thể sản phẩm này sẽ có những cái điểm gì hay và nổi bật thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay bộ mình nhé và sản phẩm này đương nhiên rồi đang được bán tại quán Thanh Pro với giá rất ưu đãi và hợp lý. Link tham khảo thì mình sẽ để phía bên dưới video nhé. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chờ giây cung, đi thôi. nhắc đến dòng Acer Aspire thì chúng ta biết được rằng là đây là một dòng laptop uh, Ultrabook giá rẻ dành cho các bạn học sinh sinh viên khá là nhiều hoặc là những ai mà dân văn phòng làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản thôi. Chính vì điều đó nên là cái hiệu năng của nó cũng dừng lại ở mức độ rất cơ bản. Chúng ta sẽ có một bộ vi xử lý Intel Core i3 với phiên bản mình đang sở hữu ở đây thì sẽ sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i3 Gen 11 2 x 4 luồng và càng đồ họa tích hợp là Intel UHD G4. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều option khác cho các bạn có thể lựa chọn ví dụ như là I5 Gen 11 này đó Nói chung là tùy theo cái nhu cầu của các bạn sử dụng đến đâu Thì các bạn hãy lựa chọn những cái option phù hợp Thì đối với bộ vi xử lý Thế hệ mới như thế này thì nó cũng tối ưu hơn So với cái thế hệ cũ trước à, Và nó sẽ có thể làm những cái tác vụ văn phòng Cơ bản Word, Excel, PowerPoint của các bạn Một cách rất là dễ dàng À, bên cạnh đó thì à, đối với các sản phẩm này nếu mà những ai mà chúng ta có làm những cái tác vụ liên quan đến chỉnh sửa ảnh hay là những cái tác vụ liên quan đến Photoshop, Lightroom ấy mà các bạn chỉ làm với cái cường độ rất là nhỏ, nhẹ nhàng thôi, kiểu rất là cơ bản thỉnh thoảng thôi thì nó có thể đáp ứng được nhưng nếu như các bạn làm với cường độ rất nhiều thì nó sẽ có hiện tượng à, hơi chưa được mượt mà cho lắm nên là các bạn hãy nhớ lưu ý và các bạn có thể nâng cấp lên bộ vi xử lý i5 để có thể xử lý mượt mà hơn nhá. Và khi mà nhắc đến chiếc Acer Aspire 5 này thì chúng ta không không thể nào không nhắc đến về một cái thiết kế bên ngoài Kể cho các bạn nghe một chút là hôm trước mình vừa mới đi cà phê và mình mang theo cái con sản phẩm này Đi ra ngoài quán cà phê các bạn ạ Trời ơi có rất là nhiều những người hỏi Không phải là rất nhiều đâu mà có tận hai bạn hỏi mình là không biết là đây sản phẩm gì và cũng muốn mua Đó nên các bạn đã thể thấy được là cái sự sang trọng, cái sự sang chảnh của nó được gói gọn trong cái sản phẩm giá rẻ như thế này như thế nào rồi đúng không nào Uh, chúng ta sẽ có một cái thiết kế bên ngoài bằng chất liệu nhôm uh, và đặc biệt là nó vẫn rất là bền bỉ và đối với sản phẩm này thì chúng ta không hề có hiện tượng flex xảy ra đâu nên là các bạn hãy lưu ý vấn đề này giúp mình và chất lượng build của nó vô cùng chắc chắn rồi nên không phải lo lắng bất kỳ một vấn đề gì về cái độ bền bỉ cả bên cạnh đó khi mà nhắc đến Acer những cái chiếc ultrabook giá rẻ thì một điều mà mình không thể không nhắc đến và đây cũng là một cái điểm khác biệt tạo nên giữa Acer so với các hãng khác đó chính là màn hình của nó thì các bạn có đoán được không màn hình của nó trên một chiếc laptop giá rẻ như thế này thì đã được trang bị màn hình Full HD IPS rồi bình thường thì trong cái tầm giá này đối với các hãng khác thì thường sẽ là màn TN thôi à, nhưng mà đối với một chiếc màn hình IPS như thế này thì chúng ta sẽ có thể làm việc thoải mái ngoài trời ánh sáng đủ các thể loại không gây khó chịu cũng không gây kiểu bất kỳ một cái cản trở gì dành cho các bạn cả bên cạnh đó thì đối với sản phẩm này thì một cái màn hình 14 inch rất là nhỏ gọn vừa phải thôi viền màn hình thì cũng được làm mỏng các bạn và viền màn hình thì khá là mỏng nên là nó mang đến cho chúng ta một cái diện tích khá rộng để có thể trải nghiệm hết những cái tác vụ liên quan à và ngoài ra thì đối với chất lượng hiển thị cũng như là độ bao phủ màu thì chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải thôi nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 60 phần và đối với cái chất lượng hiển thị nó dừng lại ở mức độ vừa phải như thế này thì nó sẽ phù hợp cũng đúng thôi phù hợp đối với đối tượng của sản phẩm này hướng đến nói chung là có một cái màn IPS trên một chiếc laptop 12 triệu thì mình nghĩ rằng là đây đã là một cái điểm nhấn rất lớn dành cho chiếc Acer Aspire 5 này rồi. À, và bên cạnh đó thì đối với những cái đối tượng làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản thì bàn phím cũng là một cái điều mà chúng ta cũng quan tâm rất nhiều. Thì đối với bàn phím của sản phẩm này thì mang đến cho chúng ta hành trình phím cũng khá sâu. Layout phím thì cũng được bố trí khá hợp lý. Tuy nhiên thì chất liệu nhựa của nó thì nó hơi bị sần lên ý. Bề, bề mặt nên là cái việc mà mình cảm thấy hơi hơi, hơi khó chịu chút bởi vì mình đã sờ những cái uh, chất liệu bằng nhựa nó phẳng rồi Nên là khi mà sờ cái cảm giác của chiếc Aspire 5 này thì nó tạo nên một cái sự khác biệt khá khá Nhưng mà nói chung là mình cũng cảm thấy nó bình thường, nó không phải là một cái điểm trừ, cũng không phải là một cái điểm cộng gì cả Đó, nói chung là hành trình phím cũng, cũng ổn Về tab bát của nó thì cái diện tích của nó cũng rất là vừa phải bố trí cân đối so với một chiếc laptop 14 inch à, Mặc dù là tay mình ra mồ hôi thì nó sẽ hơi bị rít một chút Nhưng mà sau một thời gian trải nghiệm thì mình sẽ quen với điều đó và nó cũng không phải là một cái vấn đề gì quá nghi ngại dành cho các bạn đâu Nên là các bạn cũng an tâm về cái vấn đề đó giúp mình nhá à, Hiện nay khi mà mình review về các sản phẩm khoảng tầm từ 17 đến 18 triệu mỏng nhẹ Thì nó thường sẽ có một cái khuyết điểm đó chính là khả năng nâng cấp RAM rất là hạn chế Tuy nhiên thì trên một cái chiếc laptop 12 triệu như thế này thì Acer đã làm rất tốt Khi mà chúng ta sẽ có thể nâng cấp được RAM rất ổn Chúng ta sẽ được trang bị sẵn 4GB RAM và có thể nâng cấp tối đa lên 20GB Ngoài ra thì chúng ta sẽ được trang bị sẵn 256GB SD có thể nâng cấp tối đa lên 2TB Nói chung là để cho dành cho những anh em nào mà cần một cái sự nâng cấp tốt ý, thì đối với chiếc Acer Aspire 5 này thì sẽ làm được điều đó dành cho các bạn và nói chung là đây cũng sẽ là một cái điểm cộng khá lớn dành cho chiếc Acer Aspire 5 này. Ngoài ra thì hệ thống cổng kết nối cũng như là thời lượng pin thì dừng lại ở cái mức độ rất là bình thường và khá là giống so với các sản phẩm khác. Chúng ta sẽ có hệ thống cổng kết nối như thế nào? Chúng ta sẽ có ba cổng USB Type A, một cổng USB Type C. Ngoài ra thì thời lượng pin được trang bị viên pin 48W sẽ có thể dao động thời gian sử dụng từ 6 đến 7 tiếng với những cái tác vụ văn phòng cơ bản của bạn đó còn nếu ví dụ như là chúng ta làm những cái tác vụ nặng hơn chẳng hạn thì nó sẽ hao pin đi hơn khoảng tầm 5 đến 6 tiếng đó nói chung là cũng ổn để cho chúng ta có thể làm việc một ngày rồi thì trong tầm giá khoảng tầm 12 triệu thì mình cảm thấy là nó rất xứng đáng là một cái sản phẩm best choice để cho chúng ta lựa chọn rồi Uh, nhưng mà sẽ có những bạn hỏi mình là Thế khi mà mình trải nghiệm sản phẩm này thì mình sẽ không thích điều gì đúng không? Thì mình sẽ không thích một điều đó chính là hệ thống cổng kết nối của nó chưa được tích hợp Thunderbolt Mobile Bên cạnh đó thì màn hình của nó với chất lượng ẩy tí cũng như độ bao phủ máu chưa được cao Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng đây là một chiếc laptop 12 triệu Thì việc trang bị màn hình IPS là một cái điểm nhấn rất lớn dành cho chiếc Acer Aspire 5 này rồi Và không còn một cái nghi ngại gì để chúng ta cản trở chúng ta mua cái sản phẩm này nữa Và ok đối với sản phẩm này thì mình sẽ chỉ nói như vậy thôi Và khi mà các bạn mua sản phẩm này tại ThinkPro thì các bạn sẽ được tặng kèm chuột cũng như là ba lô. À, nói chung là phần quà cũng khá khá đấy các bạn ạ. Các bạn có thể tham khảo à, và đây là một cái chiếc laptop dành cho các bạn học sinh sinh viên dành cho những ai làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản quá tuyệt vời với một thiết kế bên ngoài rất sang trọng. À, và ok các sản phẩm này thì đương nhiên đang được bán tại ThinkPro rồi. Và link tham khảo thì mình sẽ để ở phía bên dưới video. Và các bạn nghĩ sao về sản phẩm này và các bạn có chia sẻ gì hay không thì các bạn cũng nhớ bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn thấy hay thì hãy nhớ like share subscribe kênh YouTube của ThinkPro cũng như là like fanpage của ThinkPro nhá. Bye bye. Bye.